Ngách Sách xin chào các bạn. Bây giờ là 20 giờ. Ngày hôm nay của bạn thế nào? Có điều gì khiến bạn suy ngẫm, muộn phiền? Hay hay, ngồi xuống đi nào và cùng chúng mình khám phá những quyển sách hay nhé. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng Gác Sách. Mình là Ngọc Vinh, người sẽ đồng hành với các bạn trong podcast ngày hôm nay. Có bao giờ các bạn được nghe ông bà, bố mẹ hay những người thế hệ trước kể về cuộc sống thời bao cấp chưa? Mình cá là ai cũng từng nghe rồi. Đó là câu chuyện về những bát cơm độn khoai, về tem phiếu đi chợ, về món thịt xa xỉ mỗi tháng một lần. Thế hệ bố mẹ chúng mình chính là những đứa trẻ lớn lên trong thời bao cấp. Cuộc sống thời bao cấp mà mình được nghe từ bố rất lạ, rất dân dã mà thú vị. Thời đó, mỗi gia đình được phát tem phiếu, quy định số lượng và loại hàng mà người dân được phép mua. Mỗi lần đến đợt mua hàng, bố mình, lúc ấy còn là cậu học trò 10 tuổi, phải khiêng thúng đi chợ xếp hàng chờ mua đồ. Bố mình kể, ngày ấy, bố và các bạn thường rủ nhau đi xếp hàng mua đồ. Trời thì nắng, mà quầy hàng lại chẳng có mái che. Thế là mọi người nghĩ ra một cách, đó là để thúng xếp hàng thay mình, còn mình thì chạy đi chơi ù. Trẻ con mà, ham chơi, mà chơi quá, đến khi quay lại thì hàng hết mất rồi. Muốn mua phải chờ tới tháng sau. Thế là tối đấy, cả bố lẫn bạn bố đều ăn một trận đòn thay cơm. Câu chuyện của bố làm mình rất tò mò về cuộc sống thời bao cấp. Trong mường tượng của mình, có lẽ đó là cuộc sống tuy thiếu thốn, gian khổ, nhưng rất giàu nghĩa tình, và đặc biệt là đầy những tiếng cười của trẻ thơ. Mình nghe kể thôi mà ấn tượng mãi, đến nỗi cứ lần nào nghe được ba từ thời bao cấp, mình lại háo hức mong được nghe một câu chuyện lý thú nào đó. Chắc vì niềm hứng thú này mà mình tìm được quân khu Nam Đồng một cách rất tình cờ. Có lẽ các bạn đã nghe cái tên này rồi. Quân khu Nam Đồng là một tựa sách được các bạn trẻ yêu mến và tìm đọc ngay từ khi vừa lên kệ, vì nó đưa độc giả về cuộc sống thời bao cấp ở khu gia binh lớn nhất thủ đô Hà Nội cách đây hơn 50 năm. Tác giả Bình Ca đã rất tài tình khi vẽ lại cuộc sống thời bao cấp bằng một giọng văn rất hóm hỉnh, tự nhiên, chân thành mà giàu giá trị hiện thực. Còn nhớ lần đầu tiên cầm cuốn sách với tựa đề Quân khu Nam Đồng, hình trang bìa minh họa là những thanh thiếu niên mặc đồ bộ đội. Mình đã tưởng đây là một cuốn tiểu thuyết về chiến tranh, về thời kỳ hào hùng và bi tráng của dân tộc. Nhưng đến khi lật dở những trang đầu tiên, mình nhận ra đây chính là bức tranh về thời bao cấp mà mình vẫn luôn muốn tìm hiểu lâu nay. Không nồng nặc mùi vị chiến tranh hay chính trị, Quân khu Nam Đồng bắt đầu bằng những câu chuyện vui tươi về cuộc sống của những đứa trẻ con nhà lính nơi hậu phương. Với tình bạn chân thành, những đứa trẻ con nhà lính túm tụng cùng nhau chơi bóng đá, cùng học dốt, cùng làm đủ thứ trò. Bối cảnh là những năm cuối cùng của chiến tranh Việt Nam, nhưng cuộc chiến chỉ là nhân vật phụ làm nền cho những câu chuyện giấu trong từng trang sách. Đó là câu chuyện về cuộc sống thời bao cấp qua những thanh thiếu niên con nhà lính với chí khí đầu đội trời, chân đạp đất. Nào nhân vật Việt số nhỏ, hết đánh nhau là bị bắt, không đánh nhau cũng bị bắt, mà đang hẹn hò cũng bị bắt cơ. Nào nhân vật Hòa với tài văn thơ lai láng, chuyên viết thư tình hộ, số may, đánh nhau chả bao giờ bị bắt. Nào nhân vật Khanh đa tình, dẻo miệng, nào cậu Ngọc lầm lì, vụng về. Tự lòng mình cảm thấy thật sự rất khâm phục cái khí chất, khí khái nam nhi của những cậu bé ngày ấy nơi quân khu Nam Đồng. Nhiều nhân vật được nhắc đến trong truyện, nhưng mỗi nhân vật đều để lại một dấu ấn rất riêng. Đám trẻ con bày đủ trò để nghịch ngợm, nên có đôi khi bạn đọc sẽ thấy chúng hơi hỗn, hơi quá đáng. Nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là cái nét hồn nhiên, chân thành không lẫn vào đâu được của trẻ con. Con trẻ quân khu Nam Đồng nổi tiếng vì nghĩa khí và trình đánh nhau chẳng kém anh lính chuyên nghiệp nào. Nhưng chúng cũng rất siêng năng, chẳng nề hà gì, sẵn sàng tắm cho lợn mát, quạt cho lợn ngủ. Tuổi thơ khốn khó, sôi nổi nhưng rất chịu thương chịu khó, khẳng khái của con người miền Bắc hiện lên rất thân thuộc qua từng nhân vật. Đọc cuốn sách, bạn sẽ thấy cuộc sống nơi hậu phương không chỉ có những ngày máy bay B-52 bay đầy trời, trẻ con phải đi sơ tán gấp,
mà cũng có những tháng ngày rất yên ả. Rồi bạn sẽ được lớn lên cùng những trận đánh nhau, những cuộc chiến đầy chí khí thanh niên. Bạn sẽ được thấy những đôi dép rọ cao su, đồ bộ đội rộng thùng thình và những cái mũ cối đi đầy đường. Bạn sẽ được lớn lên theo những tình cảm yêu đương, những rung động đầu đời và sống với cái thứ tình cảm ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi. Bạn sẽ phải cười phá lên trước những pha tán gái đầy hài hước hay bật cười trước những bức thư tình vô cùng xến sẩm. Rồi bạn sẽ dần đến với những số phận, mỗi người một số phận. Có lúc bạn sẽ chứng kiến cảnh mấy đại ca thanh toán tù nhân mới trong hỏa lò, hay có lúc bạn sẽ rảo bước trên những chiến trường đẫm máu. Và rồi những đứa trẻ cũng rẽ những ngả đường khác nhau. Rất nhiều thanh niên trong số đó đã đăng ký nhập ngũ. Người đọc như được hòa mình vào không khí đậm chất quân nhân với những bức thư đầy nước mắt. Nhưng rồi một lần nữa, sự lạc quan, tiêu táo của bậc cha anh ngày đó lại sống dậy. Cũng có lúc họ nhìn về thực tại khắc nghiệt của chiến tranh, nhưng rồi họ đều quên đi bằng việc mang đàn ra hát qua những bài thơ đầy mộng mơ. Trong khung cảnh người ta phải ăn canh rau muống với đỗ đen, mình thấy họ trưởng thành dần lên. Sự khó khăn đan xen với niềm hy vọng, rồi mỗi số phận được hé lộ. Họ nhận ra cái thời nghịch như quỷ của mình, rồi ai cũng trưởng thành. Tuổi trẻ là thế, nhiều khi không nghĩ tới hậu quả của việc làm trước khi hành động, đặc biệt là trong giai đoạn trưởng thành, khi khao khát thể hiện bản thân ngày càng lớn, thì các chàng trai quân khu Nam Đồng lại thiếu đi những định hướng đúng đắn. Quân khu Nam Đồng như tái hiện cả một chặng đường dài với biết bao sự kiện, biết bao số phận hiện lên chân thực rõ mồn một, từ hiện thực đất nước đến hiện thực đời người. Rất nhiều chân lý về tình yêu, tình bạn và tuổi trẻ. Để rồi trong số đó, có người sẽ hy sinh, có người chỉ vì mối tình đầu mà chờ đợi cả đời. Cũng có người, dù số phận đen đủi khiến bản thân biến chất đến nỗi vào tù bao phen, cuối cùng cũng được tình yêu cảm hóa. Có những nỗi đau còn mãi, cũng có những kỷ niệm sống đời. Khép lại cuốn sách, tất cả suy tư vẫn còn đó. Mình nhận ra đây là một cuốn sách rất đời. Tác giả nói đúng, không thể gọi cuốn sách này là tiểu thuyết hay hồi ký, và nó cũng không lựa chọn đối tượng đọc cho riêng mình. Người già đọc sách có thể hồi tưởng lại một phần quá khứ huy hoàng, người trẻ đọc sách có thể tưởng tượng và mộng mơ. Quân khu Nam Đồng là một cuốn sách hay, đẫm hương vị Việt và rất đáng đọc. Đọc để có cái nhìn chân thực hơn về một thời khó khăn mà oai hùng của dân tộc. Đọc để thấy cái chất lính hừng hực qua từng trang văn. Đọc để lan tỏa lòng yêu nước mạnh mẽ tới bất cứ người con Việt Nam nào. Cá nhân mình cảm thấy, kể cả nay đã là thời bình, chúng ta vẫn nên học tập những phẩm chất ngày xưa về lòng tự trọng, tinh thần đoàn kết, về cái tinh thần hào kiệt, sống sao cho đáng sống ấy. Mình rất mong cuốn sách này đến được với các bạn, với nhiều bạn đọc hơn nữa, để mọi người cũng cảm nhận được những câu chuyện đời thường, giản dị, nhưng đã thành huyền thoại một thời của Hà Nội xưa. Cuộc sống thời hậu chiến vẫn nhiều khó khăn, mất mát, nhưng tinh thần lạc quan, lý tưởng cao đẹp của những đứa con nhà lính đã thắp sáng từng trang văn mộc mạc. Nếu bạn yêu thích lối viết của nhà văn Bình Ca, đừng bỏ qua tác phẩm Đi Trốn vừa được ra mắt vào tháng 11 năm 2020 nhé. Đây cũng là một áng văn với bối cảnh chiến tranh, rất đáng đọc và giàu ý nghĩa hiện thực. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong những phút giây vừa qua. Và đừng quên theo dõi podcast của chúng mình nhé. Mình là Ngọc Vinh, đến từ Gác Sách. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo. Bạn nghĩ sao về tựa sách ngày hôm nay? Mời các bạn chia sẻ câu chuyện của mình qua hòm thư gacsach@gmail.com và đón chờ các câu chuyện tiếp theo lên sóng vào 20 giờ tối thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube và SoundCloud nhé. Podcast Gác Sách, Âu Lo Gác Hết, sách này hay phết.